Chào các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên Thảo Dược.net. Hình ảnh các bác đang xem chính là cây nhót, một trong những cây rất quen thuộc với cuộc sống chúng ta. Thường nó sẽ ra quả màu xanh, khi chín nó chuyển sang màu đỏ. Trên quả nó sẽ có những cái đốm phấn trắng giống như phấn ở trên lá này. Đấy. Và rất nhiều người nghĩ rằng cây nhót là một loại cây ăn quả không có tác dụng chữa bệnh, hay nói cách khác là cây này không phải là cây thuốc. Nhưng kỳ thực đây là một trong những cây có rất nhiều những công dụng tuyệt vời mà sau khi xem video này, Quân nghĩ là các bác sẽ muốn trồng một cây nhót, vừa có thể làm bóng mát trong gia đình, lại có thể là cho một loại quả ăn, rồi đây cũng là một trong những cây thuốc rất nhiều công dụng. Đây là lá nhót các bạn này. Lá nhót thì có những cái phấn trắng ở bên trên này các bạn này. Có những phấn trắng bên trên này. Đấy. Mặt dưới nó bạc, mặt trên thì nó có những phấn trắng này. Nó giống như cái phấn ở trên quả. Thì kinh nghiệm dân gian đã dùng cái lá nhót này để làm thuốc như thế nào. Đấy. Lá nhót mà khi mà bị nhọt độc này hoặc là bị ong đốt này, đấy, thì người ta dùng cái lá nhót này giã nát, đấy, lá nhót giã nát đắp lên vết thương, đấy, là khi bị nhọt độc các bác nhé, nhọt độc dùng bên ngoài, đấy, nhọt độc hoặc vết thương chảy máu là dùng lá nhót. Đấy. Công dụng thứ hai của lá nhót đó là trong trường hợp bị đại tràng. Bệnh đại tràng là một trong căn bệnh mãn tính nhiều người mắc nhưng lại không có phương pháp chữa hiệu quả. Thì Quân mách cho bác một cái bài thuốc dùng cái lá nhót này chữa đại tràng. Là các bác hái cái lá nhót này về sao vàng lên. Đấy. Cái thứ hai nữa đó là lá của cây vông cũng sao vàng lên. Lá nhót này các bác sử dụng là 25g. Lá vông sử dụng là 15g. Đem sắc nước uống trong ngày. Đấy là cái bài chữa đại tràng dùng lá nhót. Đấy. Dùng cái lá nhót các bác nhé. Đấy. Trong trường hợp bị ho. Đấy. Thì người ta cũng dùng cái lá nhót tươi này khoảng 60g sắc nước uống. Đấy. Khi sắc xong thì chắp ra một cái bát, cho thêm ít đường nữa vào cho dễ uống. Đấy. Đấy là những công dụng của lá nhót. Một đó là đắp bên ngoài. Hai đó là khi bị đại tràng. Thứ ba nữa là khi bị ho. Đấy. Ngoài ra cái rễ cây nhót này cũng là một trong những vị thuốc rất là hay. Đấy. Đấy. Trong này là cái dàn, người ta làm cái dàn cái chót này. Đây. Con sẽ lần ra một cái bụi. Đây, cái gốc bên kia các bạn, gốc bên kia rất là to bên kia. Đấy. Bây giờ con sẽ sang bên kia để xem cái gốc của cái này to như nào các bạn nhé. Sang đây. Đây các bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái gốc của cây này. Đây. Gốc của cây nhót đấy các bạn này. Gốc rất là to. Đấy, cây này chắc là khá lâu năm rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, gốc nó rất là to. Thì có những kinh nghiệm như này dùng cái rễ cây nhót này làm thuốc không nhé. Một trong trường hợp bị kinh nguyệt quá nhiều, ra nhiều. Đấy, hoặc là nôn ra máu thì người ta dùng rễ của cây nhót này khoảng 30g ở dạng khô. Đấy. Sắc nó uống. Đấy. Trường hợp kinh nguyệt quá nhiều này hoặc là nôn ra máu, dùng 30g rễ cây nhót ở dạng khô sắc nó uống, có thể dùng độc vị hoặc kết hợp với những vị thuốc khác trong bài chữa ho hoặc là kinh nguyệt quá nhiều. Đấy. Trường hợp thứ hai nữa đó là hoàng đản vàng da, thì người ta dùng khoảng 18g rễ cây nhót này cũng đem sắc nước uống. Đấy. Trường hợp thứ ba đó là hen phế quản
do nhiễm lạnh, người ta dùng rễ nhót 30g, đường đỏ 15g, sắc nước uống sau bữa ăn. Đấy. Và trường hợp sản phụ sau sinh bị phù thủng thì người ta dùng rễ cây nhót này và cây ích mẫu, mỗi vị là 12g, sắc nước uống. Đấy. Đấy là những công dụng từ rễ cây nhót này. Đấy. Cây này các bác thấy to chưa? Cái gốc này hàng bao nhiêu năm rồi, người ta tạo thành cái bụi to như thế này, bụi cái nhót to như này. Đấy. Một cái cây rất là to, bụi sum xuê như này. Có mùa nó ra quả thì lấy quả hái quả ăn, nhưng mà ít người biết dùng cái lá cây này và rễ cây này làm thuốc, rất ít người. Đấy, thì Quân chia sẻ cho bác những công dụng rất tuyệt vời từ cây này. Đang là mùa lá xanh tốt các bác ạ. Mùa hè nhá, thì Quân đã mách thêm cho bác một kinh nghiệm như này. Đối với cây nhót này, chúng ta sẽ thu hái lá vào mùa hè. Đấy, khi mà lá đang xanh tốt. Mùa này chính là cái mùa cái dược tính nó ở trên lá, trên thân là nhiều nhất. Đấy. Còn cái rễ này này, cái rễ này Quân vừa quay cho bác xem ấy, cái gốc ấy, là các bác sẽ thu hái vào mùa đông. Đấy. Thì những cái mùa như vậy thì sẽ có dược tính là tốt nhất. Thưa bác, chung quy lại cái nhót này có những công dụng. Một đó là lá, lá tươi để đắp nhọt độc. Đấy. Ong đốt hoặc là vết thương hở, vết thương chảy máu. Đấy. Truyền lá tươi này, rửa sạch xá nát đắp. Cái lá này cũng chữa bệnh đại tràng. Đấy. Dùng lá nhót 25g, lá cây vông đỏ 15g. Đấy. Cũng sắc nước uống. Đấy. Cây vông đỏ như nào thì Quân đã chia sẻ cho bác ở video trước rồi, các bác xem lại video trước nhé, vông đỏ. Cái thứ ba nữa cây nhót này đó là trứng ho. Thì ta dùng cái lá cây nhót này 60g, sắc nước uống. Và khi sắc là chúng ta cho thêm ít đường nữa vào. Đấy. Ngoài công dụng của lá nhót ra thì cái rễ cây nhót này cũng là một cái vị thuốc rất là hay. Rễ nhót là dùng trong hợp bị nôn ra máu này, kinh nguyệt quá nhiều này. Đấy, 30g sắc nước uống. Rễ cây nhót chữa trong hợp bị hoàng đản này, vàng da này, là dùng 18g sắc nước uống. Rễ cây nhót cũng chữa trong hợp bị hen phế quản do nhiễm lạnh, người ta dùng rễ nhót 30g, đường đỏ 15g, sắc nước uống sau bữa ăn. Rồi rễ cây nhót chữa trong hợp bị sản phụ phù thủng là rễ cây nhót kết hợp với ích mẫu, mỗi vị 12g, sắc nước uống. Cây ích mẫu thảo ấy, hay gọi là cây ích mẫu đấy ạ, thì Quân cũng quay ở video trước rồi. Mời các bác xem lại những video trước Quân chia sẻ về cây ích mẫu các bác nhé. Công dụng ra làm sao, đặc điểm tự nhiên như nào. Ở những video trước Quân đã chia sẻ rồi. Cây ích mẫu này. Đấy. Cây vông đỏ này. Quân đã chia sẻ rất chi tiết rồi. Các bác xem lại những video trước nhé. Ở trên thảo dược.net. Ở trên thảo dược.net thì Quân chia sẻ rất kỹ những cây thuốc. Những cây thuốc ở trên thảo dược.net. Gần như cây nào Quân cũng chia sẻ. Gần như cây nào Quân cũng chia sẻ. À, các bác có thể là xem những video đấy. Để các bác nhận diện. Cây vông đỏ thì ở vùng này thì có cây vông trắng. Vùng này có cây vông trắng này các bác này. Đây, vông. Gần này có nơi này có cây vông trắng. Đây các bác này. Đấy. Cây này dùng cũng được thôi, nhưng mà công dụng cũng Quân khuyên các bác là chúng ta nên chọn cây vông đỏ. Cây vông đỏ sẽ tốt hơn. Đây, cái bài đại tràng thì chỉ còn lá cây vông đỏ và lá cây nhót. Đây các bác này, cây vông là cây này đây. Nhưng đây là cây vông trắng thôi, không phải cây vông đỏ. Đây thân nó có gai đây. Đấy, thân có gai đây. Đấy. Đây. Đấy, chính là vông trắng đấy ạ. Đấy, thân có gai, cành có gai đây.
Lá thì nó có 3 lá chét đây các bác này. 3 lá chét. Hai cái lá ở dưới thì nó đối nhau, lá chuyên này to hơn. Hai lá còn lại. Đấy, chính là cái vông đấy ạ. Đây. Ở video trước quân chia sẻ rồi, hôm nay quân gặp cây trắng này quân cũng quay lại cho các bác xem. Thân nó có gai này các bác này. Đấy. Thân đây này. Đấy. Đây. Lá đây. Đấy. Đấy, cây vông trắng này. Đấy, các bác xem nhé. Xem kỹ quá nhé. Đấy, các bác xem kỹ nhé. Cây này thì có nhiều công dụng. Ăn thần ngủ ngon này. Đấy, chữa bệnh đại tràng này. Đấy, nhiều công dụng hôm trước quân đã chia sẻ rất kỹ rồi. Có xem lại video của cây vông đỏ ấy. Thì quân khuyên các bác là chúng ta dùng cây vông đỏ, chúng ta không dùng cây vông này. Đây là cây vông trắng, cũng có tác dụng nhưng mà không được ưa chuộng bằng cây vông đỏ, hôm trước quân chia sẻ. Đấy. Còn riêng cây nhót thì quân đã chia sẻ với các bác rồi. Có rất là nhiều công dụng. Có rất là nhiều công dụng. Có rất nhiều công dụng. Riêng cây nhót này có rất nhiều công dụng. Từ cái lá nhót này. Đấy, rễ nhót này. Có rất nhiều công dụng, từ rễ nhót, lá nhót. Đấy. Đều là những cây thuốc, đều là những vị thuốc rất tuyệt vời. Lá nhót. Đấy. Đây này. Đây cũng là cây nhót các bạn này. Đây cũng trồng này. Đấy. Quân khuyên các bác là chúng ta nên trồng một cây tạo bóng mát và cũng là cái cây thuốc giúp ích cho chúng ta trong nhiều trường hợp. Đấy. Đây cũng có một cây. Đấy. Vẫn nó này các bạn, vẫn cây nhót này. Đấy. Các bác xem video ấy, thấy hữu ích thì hãy like, chia sẻ. Và các bác trước khi áp dụng những bài thuốc về cây nhót này và cây vông đỏ và cây ích mẫu nữa, thì các bác hãy tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Đấy, bởi vì tùy từng trường hợp chúng ta có nên sử dụng cây thuốc nam hay không và cách sử dụng như nào, thời gian sử dụng bao lâu cũng là do cơ địa từng người. Do vậy chúng ta cần phải tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Các bác xem video thấy hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và ở vùng các bác dùng lá nhót, rễ nhót để chữa những bệnh gì, các bác cũng bình luận để cho mọi người cùng biết các bác nhé. Và trong video của quân, các bác thấy những cái bài thuốc hay như vậy đấy, thì trước khi áp dụng thì các bác hãy hỏi ý kiến của Tây y, của các bác sĩ chuyên khoa các bác nhé. Đặc điểm của tự nhiên của cây nhót rất là dễ nhận biết. Chắc chắn là mỗi người chúng ta đã từng ăn nhót rồi và chúng ta đã từng biết cái quả nhót như nào rồi. Còn lá nhót, cây nhót ra làm sao, đấy, cách trồng như nào, các bác có thể là đến xin giống của một số gia đình người ta đã trồng rồi, đấy, rất là dễ sống thôi. Chúng ta có thể trồng một cây ở vườn nhà, vừa làm thuốc nhưng đồng thời cũng là một cây tạo bóng mát, tạo cảnh quan rất là tuyệt vời. Nội dung video của quân đến đây là hết. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, các bác thấy không? Ở trên lá bao giờ nó cũng có những cái đốm như này. Đấy. Lá cây nhót. Những cái lá non các bạn. Lá non nó có. Còn lá già thì nó lại không có đâu.